Cục Đường sắt Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh. Theo hồ sơ quy hoạch tuyến đi qua 10 tỉnh thành phố là Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến dự kiến có 41 ga gồm ga hỗn hợp, ga hàng hóa và ga kỹ thuật. Tổng nguồn vốn triển khai dự án trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2050 là khoảng trên 183.800 tỷ đồng về lộ trình cục đường sắt kiến nghị đến năm 2030 triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Đối với đoạn tuyến Hải Phòng Quảng Ninh sẽ được nghiên cứu triển khai sau năm 2030 cùng với lộ trình đầu tư tuyến đường sắt ven biển Nam Định Thái Bình Hải Phòng Quảng Ninh.